Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giao thông Vận tải đưa ra báo cáo cuối kỳ, báo cáo tiền khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thì chúng tôi đã mời tới trường quay của đối thoại rất nhiều các chuyên gia tham gia vào buổi lấy ý kiến và có rất là nhiều những ý kiến, những cái góc độ mới được các chuyên gia đưa ra. Ngoài các chuyên gia tham gia vào buổi lấy ý kiến thì chúng tôi cũng có mời tới những doanh nghiệp và chuyên gia quan tâm tới chủ đề này. Và ngày hôm nay là một chương trình đối thoại cuối cùng của chúng tôi để bàn về chủ đề này. Và hy vọng chúng ta lại tiếp tục được đón nhận rất nhiều ý kiến đóng góp để phần báo cáo tiếp theo sẽ có thêm nhiều những điểm mới cũng như đáp ứng được yêu cầu, cũng như đáp ứng được kỳ vọng của rất nhiều người quan tâm tới dự án này. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, giám đốc công ty tư vấn ADA của Hòa Phát. Ông Nguyễn Kim Hùng, chủ tịch công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Toto. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoài Nam, trưởng bộ môn đường ô tô, đường đô thị, đại học xây dựng. Vâng, chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và trong ba khách mời thì có một khách mời đã tham gia vào buổi lấy ý kiến, còn hai khách mời còn lại thì đều là những gương mặt khá là quen thuộc của đối thoại và cũng rất là quan tâm tới chủ đề này của chúng tôi. Thì trước khi mà chúng ta thảo luận tiếp và đưa thêm những ý kiến đóng góp cho cái báo cáo này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Tất cả những cái dự án hay chương trình sử dụng tiền của nhà nước thì chúng ta đều nên soi xét nó dưới lăng kính của cái việc là đầu tư công. Và trong các dự án đầu tư công chúng ta đã có quy định trong luật đầu tư công là phải bảo đảm cái hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Và dù chúng ta có gọi nó là một dự án hay là một chương trình hay là một cái gì đi chăng nữa thì cũng nên áp dụng một cái tiêu chuẩn là về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Ở đây trong cái dự án về cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì trong cái báo cáo tóm tắt chúng tôi đã nhận được thì có cái tỷ suất hoàn nội hoàn kinh tế xã hội là vào khoảng gần 10%. Tức là nếu chúng ta soi xét theo cái góc nhìn của đầu tư công, thường ở trong giao thông thì hay sử dụng cái tỷ suất chiết khấu là 12%. Ở đây thì lại tỷ suất nội hoàn kinh tế nhỏ hơn tỷ suất chiết khấu, chứng tỏ là cái dự án tốc độ cao và đường sắt cao tốc Bắc Nam hay có thể gọi là chương trình chưa đạt được hiệu quả kinh tế xã hội. Chúng ta sẽ khó thuyết phục được nhà đầu tư tư nhân, khó thuyết phục được các cái quốc gia hay các cái tổ chức tài định chế tài chính cho quốc gia cho Việt Nam vay vốn. Trên thực tế thì dự án của chúng ta đi dọc hành lang Bắc Nam và đi qua đến 20 tỉnh thành phố khác nhau. Ở trên thế giới, tất cả những cái dự án cơ sở hạ tầng thì người ta tất nhiên sẽ có những cái tính toán rất là cụ thể chi tiết về những tác động về kinh tế xã hội khi mà dự án đi qua, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vùng kinh tế xung quanh như thế nào. Tuy nhiên thì cái tác động mang tính chất lan tỏa về kinh tế, đặc biệt là khi mà dọc cái hành lang tuyến kéo dài cả một chiều dài đất nước như thế thì cái việc lượng hóa ngay lập tức sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà tôi cũng đồng ý với cái quan điểm là những cái chỉ số thuần túy về kinh tế, tài chính nó cũng sẽ có những cái ý nghĩa nhất định. Thì tuy nhiên là để khẳng định là dự án có thực sự là khả thi hay không thì cần phải xét đến những cái tác động dài hạn và thậm chí là những cái tác động kinh tế mang tầm quốc gia mà khó có thể lượng hóa ngay được nhưng lại thực sự là rất có ý nghĩa, rất có giá trị khi mà một cái dự án cơ sở hạ tầng mang quy mô lớn đến như thế. Để hoàn vốn thì trong đây mới chỉ nói đến cái câu chuyện vé thôi, cái nguồn cái doanh thu từ vé. Mà trong cái phương án đưa ra thì nó có hai vấn đề. Một là cái đầu tư hạ tầng và hai là vận hành. Thì rõ ràng cái vé này liên quan chủ yếu đến cái đơn vị vận hành. Mà theo cái phương án được đề xuất ở đây thì là cái doanh nghiệp. Thế vậy thì rõ ràng doanh nghiệp người ta đầu tư, người ta phải tính cái câu chuyện là thu hồi vốn và có lợi nhuận. Thế vậy thì với cái cách thức mà đưa ra như thế thì khi nào doanh nghiệp, tức là nếu chỉ nói cái câu chuyện bán vé thôi, để bồi hoàn cho cái phần người ta tham gia đầu tư và cái lợi từ đó. Thế vậy thì cái vấn đề khác gọi là cái hoàn vốn dự án thì đến bao giờ thực hiện được? Mà tại sao không tính tất cả những cái nguồn thu khác có thể mà đem lại từ cái toàn bộ dự án này? Khai thác hạ tầng xung quanh đường sắt, thế rồi nữa là những cái liên quan đến nhà ga chẳng hạn. Vâng, thưa các khách mời, trước khi mà chúng tôi mời các khách mời đến đây thì trong 3 số trước, sau khi mà Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến về báo cáo tiền khả thi, báo cáo cuối kỳ thì chúng tôi cũng có mời tới trường quay của đối thoại rất nhiều các khách mời khác nhau. Thì gần đây nhất có một ý kiến rất là đáng chú ý,
của nhiều khách mời và họ cùng đồng thuận với nhau, đó là hãy coi đường sắt tốc độ cao không phải là một dự án như là chúng ta đang coi, mà hãy coi nó như là một công trình hay là một cái chương trình mà chúng ta cần phải đầu tư. Như vậy chúng ta sẽ không nhìn nó dưới những con số, dưới những phân tích như là cái báo cáo tiền khả thi vừa rồi đã đưa ra. Thì không biết là ngày hôm nay có ba khách mời, ông Nam đã từng tham gia vào buổi lấy ý kiến ạ, thì đó có phải là một trong số những ý kiến rất là đáng chú ý được đưa ra trong cái buổi đó không ạ? Và ông Nam có đồng tình với quan điểm đó không ạ? Quan điểm cá nhân thì tôi không đồng tình với quan điểm với cái ý kiến đó. Thì tất cả những cái quy hoạch đầu tư đều là tiền từ tiền thuế của người dân, và chúng ta cần phải đứng trên quan điểm phân tích tài chính và các lợi ích kinh tế xã hội một cách rõ ràng. Việc đầu tư chỉ được đi thực hiện khi thực hiện chúng ta chứng minh thực sự đó là cần thiết, đứng trên tất cả tổng thể các cái quan hệ về kinh tế, về kỹ thuật, về tất cả các cái mảng khác nhau, an sinh xã hội. Chúng ta không nên coi nó là một cái thứ mà chúng ta chỉ nghĩ là lái nó theo một cái chiều hướng khác, thì tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên là dựa trên những cái hiệu quả về kinh tế xã hội thì liệu cái báo cáo tiền khả thi này, báo cáo cuối kỳ này nó đã đáp ứng được đầy đủ chưa? Nó đã phân tích một sẽ đầy đủ những cái hiệu quả mà dự án này mang lại chưa? Tôi không được đọc kỹ cái báo cáo kinh tế kỹ thuật tiền khả thi này, mà chỉ xem trên dựa trên cái tóm tắt. Tuy nhiên những cái thông số mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ như là cái chỉ suất, cái tỷ số nội hoàn tài chính hoặc kinh tế chỉ có 1,59 hay 1,69% gì đó. Thì trong cái phân tích về kinh tế thì chúng ta đều biết rằng đúng không, cái tỷ suất cực kỳ thấp. Và tính ra như thế thì thời gian hoàn vốn lên đến hơn 110 năm. Với góc độ đầu tư như vậy thì không thể là một cái coi là một cái dự án có hiệu quả được. Thế còn ở góc độ về phân tích về tài chính liên quan đến cái chỉ suất hồi vốn, tỷ suất nội hoàn của các cái nhà đầu tư BOT thì cũng lên khoảng 14-15%. Tuy nhiên cái con số này cũng không phải là một con số hấp dẫn nếu như các nhà đầu tư tài chính BOT sử dụng tiền và kinh doanh những cái việc khác, ví dụ như xây dựng đường bộ hoặc những cái khoản đầu tư khác có thể sẽ mang lại cho họ nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên trong một số trước thì các khách mời đều nói là rất nhiều những cái hiệu quả khác chưa được tính toán trong này, vì vậy nên chúng ta mới ra được một con số như vậy, tức là nó chưa thực sự là hấp dẫn. Vậy thì ông Nam trong cái buổi hôm đấy, ông Nam có thấy rất nhiều ý kiến đóng góp thêm về cái hiệu quả mà dự án sẽ mang lại không ạ? Tôi có nghe một số các cái hiệu quả của dự án mang lại, trong đó có một cái ý kiến đáng để ý là người ta nói về cái chuyện là nó sẽ giảm được cái tai nạn giao thông và số người chết và bị thương bởi tai nạn giao thông khi cái đường sắt cao tốc được hình thành. Tuy nhiên tất cả các bài toán đó, cái thiệt hại về mặt kinh tế do cái tai nạn gây ra thì cũng đều nằm trong cái tổng thể phân tích chung của cái bài toán kinh tế kỹ thuật, thì người ta có thể định lượng được những cái tổn thất do tai nạn giao thông gây ra. Và cái con số 1,5%, 1,60 mấy% IRR mà tư vấn đưa ra, nếu có kể cả cái chuyện đó vào thì tôi nghĩ nó cũng không lên được nhiều. Trong phân tích về các cái dự án giao thông vận tải, nói đến cái lợi ích của quốc gia mang lại theo chỉ số phân tích kinh tế thì ít nhất nó phải được 12% là tiêu chuẩn. Và tôi không tin rằng là cho dù chúng ta có kể đến những cái thiệt hại về kinh tế và cái lợi ích mang lại từ đường sắt cao tốc thì nó cũng không thể kéo lên quá con số đó được. Ông Hùng, ông Huy nghĩ thế nào? Ở cái số trước thì chúng ta cũng đã nói về cái hiệu quả của cái dự án. Mình nếu mình gọi rằng là một cái dự án thì nó là đúng. Còn nếu mình gọi nó là một cái gọi là cái chiến lược buộc phải, chương trình, vâng, một cái chiến lược của chính phủ buộc phải thực hiện thì cũng có một cái góc độ tôi cho rằng là cũng cần là cần làm rõ cái vấn đề đó. Chính phủ nên tách bạch ra hai việc. Việc số 1 là đầu tư hiệu quả kinh tế, việc số 2 là hiệu quả về an sinh và những cái vấn đề liên quan đến kiến thiết. Thế thì nếu mà mình đầu tư về hiệu quả kinh tế thì mình phải tách nó ra, làm các cái chu kỳ đầu tư khác nhau. Trong cái số trước thì tôi cũng có nhớ là tôi đã nói rồi, đó là chúng ta không nên đầu tư theo kiểu cũ, nghĩa là sẽ có nhiều cách để làm với một chu kỳ và tài sản ngắn dài chung phù hợp với lại cái xu thế về đầu tư tài chính của thế giới hiện tại. Còn nếu mà xét trên một góc cạnh gọi là dự án về an sinh hoặc là cái dự án về tối ưu hóa về hạ tầng, để từ đấy lấy cái cơ sở gọi là chi phí logistics từ cái đường sắt này để làm nền tảng ra cái cơ sở chung, giá chung cho các cái chi phí logistics khác, thì lúc đó chính phủ lại cần phải có một cái gọi là có một cái phương án bổ sung đi kèm cái phương án kinh tế.
và nên tách bạch nó ra hai cái khoản này, nó sẽ phù hợp hơn. Nếu như mà mình chỉ xét trên một cái góc độ kinh tế thì tôi cũng rất là đồng tình là với quan điểm của khách mời ở đây là nó sẽ không có thể hấp dẫn được nhà đầu tư. Kể cả trên góc độ gọi là cái chỉ số IRR đối với lại số vốn gọi là trên quan điểm của nhà đầu tư thì thực sự là nó cũng không hấp dẫn. Và đối với cái gọi là quan điểm của tổng đầu tư, có nghĩa là có cả tổng đầu tư dự án của chúng ta thì nó khoảng 2% thì nó cũng không hấp dẫn. Và chính vì thế cho nên là để kêu gọi được đầu tư, kể cả cái việc khai thác ở cái sau khi đầu tư ở cơ sở hạ tầng xong rồi, tôi nghĩ là một bài toán nan giải, chưa chắc đã tìm được đơn vị đầu tư. Cần phải nghiên cứu thêm về một cái kêu gọi vốn của cái xu thế 4.0. Ông nghĩ thế nào? Với quan điểm của tôi thì chúng ta phải nhìn lại một cách tổng thể. Tôi thì tôi nhìn ở dưới con mắt của một chuyên gia về quy hoạch. Đầu tiên chúng ta phải khẳng định luôn đây là một cái dự án trọng điểm cấp quốc gia phải thực hiện bằng mọi giá. Vì sao lại phải thực hiện? Bởi vì rõ ràng như một số trước tôi đã tham gia cái này và tôi chỉ nhắc lại một cách tóm tắt, đấy là hơn 100 năm rồi chúng ta vẫn phải sử dụng cái hệ thống đường sắt do Cộng hòa Pháp, do thực dân Pháp họ để lại. Thế thì chúng ta cũng không có gì thay đổi cả. Và rõ ràng là cái hệ thống giao thông của chúng ta không phát triển được. Trong khi đó dân số thì càng ngày càng phát triển. Và chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ tiệm cận với con số là 100 triệu dân. Và đến lúc đấy thì cái nhu cầu đi lại nó lại càng tăng. Và như bây giờ thì đường hàng không nó đã quá tải rồi. Trong khi đó đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao đối với các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển là một cái nhu cầu cực kỳ thiết yếu, bởi vì nó chạy từ trung tâm thành phố này sang trung tâm thành phố khác. Nó tiết kiệm rất nhiều các vấn đề. Rõ ràng ở đây có vấn đề về cái chuyện là không có chuyện một cái dự án mà tới hơn 100 năm mới thu hồi được vốn. Chắc chắn là có vấn đề. Tôi thì không phải là chuyên gia về kinh tế, không phải chuyên gia về tài chính. Nhưng mà tôi khẳng định luôn là hoàn toàn đồng ý với cả anh Hùng. Đấy là chúng ta vẫn còn ở trên giấy. Chúng ta có nhiều giải pháp. Thậm chí là nó có một cái thực tế là rất nhiều nước phát triển họ sẵn sàng cho vay để họ làm cái dự án này. Chứng tỏ là họ sẽ có cái biện pháp tính mà họ thu hồi được vốn thì họ mới sẵn sàng. Thì cái này là cái những cái câu hỏi rất lớn chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét lại. Chứ còn rõ ràng là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nam là đưa ra một cái dự án mà chúng ta phân tích sau chúng ta nói không hiệu quả, và chúng ta lại đấu víu vào là vì chúng ta chưa để ý đến cái vấn đề là giảm thiểu tai nạn giao thông, hoặc là vì chúng ta nói là đây là cái vấn đề quốc sách của nhà nước phải làm. Cái gì chúng ta cũng có thể tính toán được. Tuy nhiên, tất nhiên thì ngoài cái đồng tình ra thì tôi cũng có những cái chia sẻ. Thì tôi mới đọc cái quyển sách Tiền không mua được gì của Michael Sandel. Thế thì cái quyển đấy nó rất là hay, bởi vì là nếu như đến nay ấy, sau khi mà được sự đồng thuận giữa NATO với cả Mỹ về các vấn đề phải phát triển kinh tế, thế thì nó làm cho rất nhiều các vấn đề, nếu như xét về một cái khía cạnh là tiền không mua được thì bây giờ có thể là mua được. Ví dụ như là đối với cái nền giáo dục mà tôi được thừa hưởng, đấy là hơn 10 năm ở bên Pháp, thì họ vẫn cứ bảo thủ là có những cái ví dụ như giáo dục là không thể mua được bằng tiền, không thể đem giáo dục ra kinh doanh được, mà vì cái vấn đề đấy là vấn đề quốc sách của quốc gia, chính phủ phải kiểm soát được, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng đưa ra mua được bằng tiền. Hoặc là y tế, nó là những cái mà chúng ta phải bỏ tiền ra. Cũng như trong mô hình một công ty, tôi cũng có cái mô hình công ty rất nhỏ thôi, thì nó cũng có những cái bộ phận, nó gọi là bộ phận trực tiếp sản xuất, nhưng nó cũng lại có rất nhiều bộ phận là gián tiếp sản xuất. Đôi khi cái bộ phận gián tiếp sản xuất đấy nó còn có vai trò quan trọng hơn rất nhiều cái bộ phận trực tiếp sản xuất, bởi vì nó có thể làm tăng năng suất rất nhiều cho cái bộ phận trực tiếp sản xuất. Thì những cái đấy là những cái mà chúng ta cũng cần phải trao đổi để nhìn nhận lại cái dự án này sao cho nó đạt được cái hiệu quả một cách tốt nhất. Thì chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi, nếu mà thực tế mà trong nghiên cứu, tôi nghiên cứu về vấn đề này tương đối là sâu, thì thực tế mà nói thì rất các cái đường sắt cao tốc của các nước, ví dụ Nhật Bản, khoản phí ở Pháp, hay hiện nay là Đài Loan, ở một số nước, hiện nay thì cả Trung Quốc nữa, hiện nay đa phần các cái đường sắt đấy đều khai thác không có lại. Nhưng vậy theo chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, tại sao các nước như Nhật Bản, thậm chí là bây giờ Trung Quốc, ví dụ như năm 2009 họ sẵn sàng họ bỏ ra
gần 300 tỷ đô để họ tiếp tục làm đường sắt, mặc dù những đường sắt đang khai thác trước vẫn tiếp tục bị lỗ. Cái vấn đề chính ở cái chỗ nằm đường sắt, nó thứ nhất nó là biểu tượng của cái sự công nghệ phát triển của đất nước phát triển, nó là một cái hình tượng giống như chúng ta thấy đằng sau. Nhưng đằng sau cái đấy sâu xa hơn ấy, những cái nước mà người ta muốn bỏ tiền người ta phát triển đường sắt cao tốc ấy, là thực tế mà nói là họ muốn làm kinh tế trên những đất nước không làm chủ được công nghệ. Khi họ đã làm chủ được cái công nghệ về đường sắt cao tốc, họ sẽ bán, họ sẽ xây dựng cho những cái nước muốn có đường sắt cao tốc. Và đấy mới là cái mà họ sâu xa họ nhắm tới. Chứ còn họ sẵn cái đường sắt, bản thân đường sắt cao tốc trong nước của người ta là lỗ. Rất ít đường sắt cao tốc lại, trừ một đoạn, một tuyến rất ngắn của Nhật Bản thôi. Ví dụ như đường sắt cao tốc từ Vũ Hán đi, từ Quảng Châu, Vũ Hán, hơn 800 cây số. Thì riêng 112 cây số từ Bắc Kinh đi qua một cái vùng đông cư đông đúc mỗi năm, họ lỗ 100 triệu đô trên 1 km. Cái số lượng tiền rất là lớn. Đấy, nhưng tại sao người ta vẫn làm? Bởi vì người ta hiện nay chúng ta thấy Trung Quốc đang cố gắng đến Nam Mỹ, đến các cái nước khác, đến châu Á, đến khu vực châu Á, chào đón, chào hàng các cái đường sắt của họ. Và đấy chính là những dự án họ sẽ lấy lại vốn. Và họ làm chủ công nghệ trong suốt bao mấy chục năm. Không bao giờ chúng ta có thể làm chủ được công nghệ đường sắt cao tốc. Họ không bao giờ chuyển giao. Đấy là quan điểm riêng của tôi. Và chúng ta sẽ phụ thuộc họ hết đời này qua đời khác. Thế nên cho nên ở cái bức tranh đó chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ai cũng mong có đường sắt cao tốc, nước nào cũng mong. Nhưng mà chúng ta nên có đường sắt cao tốc thì cùng với chiến lược chúng ta phải làm chủ được công nghệ, hoặc chúng ta tự phát triển được. Chính xác. Tôi bổ sung thêm một cái ý nữa trong cái báo cáo này. Bởi vì thực tế ra là nó quên đi mất một cái việc là những cái hệ sinh thái xung quanh. Cái hệ sinh thái xung quanh cái đường sắt này nó mới là quan trọng. Ví dụ như là anh bắt đầu từ Hà Nội thì Hà Nội sẽ có cái gì để bắt đầu? Rồi anh kết thúc ở Vinh thì ở Vinh có cái gì để kết thúc? Nó không đề cập đến. Tôi nói với một cách ví dụ như là chúng ta hoàn toàn có thể mình quay trở lại cái quá trình phát triển kinh tế của 10 năm từ Hà Nội đến 10 năm trước, trước khi nó có những phương tiện cao tốc, trước khi nó có những cái phương tiện máy bay như bây giờ, thì tốc độ tăng trưởng nó như thế nào? Nếu mình tính như vậy đối với lại cái đường sắt thì tốc độ tăng trưởng kinh tế nó sẽ như thế nào? Và tương tự với lại Vinh chẳng hạn, là chúng ta có đặt được cái ga ở Vinh thì tốc độ nó sẽ tăng trưởng như thế nào? Thì cái này chính là cái quyền góc nhìn của 4.0 ấy, thì nó gọi là cái hợp đồng tương lai. Cái hợp đồng tương lai có nghĩa là nó giống như chứng khoán phái sinh ở trên thị trường chứng khoán hiện tại của chúng ta. Thì cái lúc đó nó là cái quyền khai thác, nó hiện tại nó chưa có, nhưng mà nếu nó có cái đường sắt này thì nó sẽ có cái thứ đấy. Chính xác. Thì lúc đó cái báo cáo này cần phải đào sâu vào những việc này nữa thì mới thấy được rằng là cái lợi ích kinh tế không chỉ thuần túy là việc gọi là mình tính trên những con số mình nhìn thấy. Đúng. Và con số quá khứ nó làm cho mình dự báo được cái dòng tiền. Nếu mà mình làm được điều này và chính phủ làm một bước nữa, dự án này là chúng ta gọi là một cái gọi là quyết sách phải làm, thì bây giờ ông làm thêm một bước nữa, tôi ông làm hẳn riêng một cái hành lang pháp lý riêng cho logistics, trong đó có bao gồm có việc định nghĩa lại thế nào là tài sản, và tài sản này thuộc chính phủ hay là thuộc tư nhân. Tiếp tục, cái thứ hai nữa là khi mà định nghĩa rõ được rồi thì cái tài sản đấy mới mang đi thế chấp được các ngân hàng. Ví dụ như là nếu như chính phủ làm một cái tổng thể cho cả logistics, thì nếu giả thiết có một ngân hàng chuyên biệt về logistics thì lúc đó cái tài sản đấy sẽ được chính cái ngân hàng đấy gọi vốn cho. Nó sẽ đấy là một cái giải pháp rất hay. Bởi vì cái ngân hàng họ sẽ tính toán cái giá trị tương lai của cái dự án đường sắt này nó thu hồi về được. Họ chuyên biệt họ mới tính được. Thì kết hợp với nền tảng số thông qua hệ thống ngân hàng mà chuyên biệt, thì lúc đó cái việc huy động vốn có thể đến ngay từ nhà chuyển giao công nghệ. Có nghĩa là ví dụ như là cái nhà chuyển giao công nghệ của Trung Quốc chẳng hạn, họ sẵn sàng đầu tư vào đây. Họ kèm luôn tiền luôn. Bởi vì nếu mà họ chứng minh được và mình chứng minh được cái tính khả thi, họ có quyền khai thác được những cái tương lai vùng Hà Nội này, Vinh này, rồi Huế, Nha Trang này, Sài Gòn. Họ khai thác được thì lúc đấy tôi nghĩ rằng cái hiệu quả kinh tế của cái dự án này nó lại rất là đáng để đầu tư. Nó đáng để đầu tư đấy, bởi vì cái con số 100 triệu dân là một con số rất là mơ ước trên một cái diện tích hẹp của chúng ta về đường sắt. Tôi hoàn toàn nhất trí cái ý kiến của anh Hùng, có nghĩa là rõ ràng là nếu như chúng ta chỉ thu hẹp trong một cái đơn vị tư vấn chuyên sâu
về đường sắt và lấy đấy là một cái dự án thì rõ ràng là không bao giờ khả thi được. Cũng như bây giờ tôi làm rất nhiều quy hoạch. Thế thì nếu như được hỏi là cái việc của tôi làm có hiệu quả không thì đương nhiên là không. Bởi vì tôi chỉ có định hướng quy hoạch, nếu chỉ tôi chỉ tính bo trong cái việc tôi làm thì nó chả mang lại cái hiệu quả gì cả. Nhưng thực ra sau khi làm quy hoạch, sau khi có những cái định hướng đấy thì cái thành phố đấy, thậm chí cái huyện đấy, nó thay đổi một cách nhanh chóng và nó quản lý được tất cả các vấn đề về kế hoạch, về hoạch định, cũng như cái anh Hùng nói về cái vấn đề 4.0. Bây giờ tôi làm ở một số những cái địa phương, ví dụ như là một cái phường rất nhỏ của Cao Lãnh thôi chẳng hạn. Nhưng mà chúng tôi đưa hết tất cả các công nghệ kiểm soát, tôi kiểm soát cả về tất cả thông báo rủi ro bằng cái 4.0. Tôi kiểm soát tất cả các vấn đề về giao thông, về hạ tầng, về nước lên xuống vân vân này kia các thứ. Thế thì tự dưng nó làm cho cái bộ máy quản lý của cái phường đấy, thay vì phải tới 10 ông, bây giờ nó chỉ cần đúng một cái phần mềm. Và tất cả mọi ngày nó đều nhìn ra được. Cũng như chúng ta bây giờ suốt ngày phải mở Google ra xem đoạn nào nó đang tắt đường. Vì thực ra trong cái 4.0 ấy, thì chúng ta lại chia sẻ thêm một chút. Cái database là cái quan trọng nhất. Vì sao mà Google và Facebook họ phát triển? Bởi vì họ biết sử dụng cái database của tất cả mọi người. Thế thì rõ ràng cái vấn đề đường sắt nó cũng thế. Cái hiệu quả lan tỏa nó lớn hơn rất rất nhiều lần cái hiệu quả của chính cái đường sắt đấy đưa ra. Đương nhiên là kể cả đến cái công nghệ gọi là đường sắt cao tốc của Pháp, nó là một trong những sau Nhật thì nó là một trong những cái công nghệ hàng đầu của thế giới. Và đến tận bây giờ thì nó vẫn phải báo cáo lỗ. Nhưng rõ ràng cái sự lan tỏa của cái thành phố đấy khi nó có cái đường sắt, đúng như cái ý anh Hùng phân tích ấy, nó khác hẳn. Trước đây Strasbourg đi phải tới 5 tiếng từ Paris. Thế thì rõ ràng cái hiệu quả đầu tư kinh tế vào trong đấy nó thấp hơn rất nhiều. Nhưng khi nó rút xuống còn 2 tiếng thì rất nhiều các nhà đầu tư khác họ sẵn sàng đầu tư vào Strasbourg. Vì họ bảo bây giờ khoảng cách chỉ còn có 2 tiếng đi tàu nữa thôi. Thì đương nhiên cái bản thân cái tàu đấy nó vẫn khai thác là lỗ. Nhưng mà cái thành phố Strasbourg hay cái thành phố Paris họ được hưởng rất nhiều cái hiệu quả lan tỏa. Thì những cái đấy mới là những cái mà chúng ta phải nhìn vào. Thì rõ ràng đúng như tôi hoàn toàn nhất trí cái ý kiến của anh Hùng, đấy là phải có một bước nữa, là cái bước nhìn tổng thể hơn nữa. Thậm chí đáng nhẽ cái bước đấy nó phải nhìn từ trước, để rồi mới đưa ra cho những cái chuyên gia chuyên sâu. Là các ông làm chuyên về đường sắt, ông chỉ tính toán thôi. Ý kiến của hai khách mời cũng khá giống một số khách mời các số trước, tính hiệu quả, tính lan tỏa của nó. Và ông Nam thì bổ sung thêm việc là chúng ta phải làm chủ công nghệ, đúng không? Đấy là một số những ý kiến mà các khách mời đã bổ sung thêm vào phần này. Ông Nam có thể nói kỹ hơn về cái ý kiến của ông Nam muốn đóng góp ạ? Tôi thì đồng ý là có cái sự cần phân tích, và ai cũng hiểu rằng ngay thoáng trong đầu nghĩ rằng nếu như có đường sắt cao tốc thì mình sẽ về Vinh mình ở, hay là mình sẽ về Nam Định quê tôi ở vì nó sẽ chạy qua quê tôi. Nghĩ ngay đến chuyện mình về đấy cho nó rẻ và mình sẽ đi đường sắt cao tốc lên đây, mình sẽ không ở đây nữa. Đấy là một cái. Thì tuy nhiên tôi cũng phải chia sẻ đó, tôi cái quan điểm đó khi chúng tôi phân tích thì nó không đúng. Thực sự là nó không đúng. Ví dụ như thống kê các hiệp hội đường sắt của cao tốc của châu Âu, người ta thống kê rằng đường sắt, người ta biết ra rằng là đường sắt, đừng nghĩ rằng đường sắt cao tốc là một cái động lực để phát triển kinh tế, là một cái sự lan tỏa. Trong có mấy chục năm nghiên phát triển đường sắt cao tốc ở Pháp, ở các nước châu Âu, người ta nhận thấy rằng đường sắt cao tốc chỉ đóng góp được có không làm tăng có 0,2% GDP và tạo ra tăng thêm có 0,11% việc làm trong cái ngành đường sắt. Và người ta kết luận là đừng coi đường sắt nó là một cái gì, đường sắt cao tốc nó là một cái gì đó nó kỳ diệu cả. Đó, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ mắc vào cái bệnh không bao giờ chúng ta chần ở được. Đơn vị nào đưa ra cái thông tin đó? Các cái gọi là hiệp hội các cái đường sắt cao tốc của châu Âu đã làm những cái nghiên cứu, người ta đã có những cái con số như vậy, để chúng ta phải hiểu rằng nó tất cả. Thêm nữa là lại quay trở về cái bài toán là chúng ta sẽ ở xa và chúng ta sẽ về gần để đi làm. Cái điều đó hoàn toàn thực sự sẽ không đúng, bởi vì giá của chi phí của đường sắt cao tốc rất cao. Đó. Và ngay cả bản thân trong cái hội nghị hôm trước chúng ta đã tính thử, kể cả cho giá đường sắt cao tốc bằng tiền rẻ, bằng tiền ô tô bây giờ là 300.000. Và chúng ta sẽ về Vinh để ở, và chúng ta chỉ đi có 1 tiếng để về đến thành phố Hà Nội. Cả ngày, một ngày chúng ta đi 600.000. Và một năm, một tuần, một tháng chúng ta làm việc 20 ngày, chúng ta sẽ bỏ ra như vậy là 26
nếu như là bằng 300 cả đi cả về là 600.000 một chuyến đúng không ạ? Đối với vé hơn 400.000 đi, 4 hay 600.000. Chúng ta nhân với 20 hơn 10 triệu. Thì hơn 10 triệu, hơn 10 triệu. Đó là một cái khoản tiền không nhỏ so với thu nhập bình quân của chúng ta. Đến năm 2030 GDP chúng ta sẽ đạt vào khoảng 5.000 đô, tức là tương đương với vào khoảng là 5.000 đô một năm, chúng ta chia ra tức là khoảng 16 triệu đúng không ạ? 16 triệu một tháng thì chúng ta đã bỏ ra khoảng hơn một nửa. Số tiền đó để chúng ta đi lại thì điều đó không hợp lý. Nên thứ hai là qua cái nghiên cứu, thứ nhất là chỗ anh Huy nghiên cứu về đơn vị ở và phân tích rồi, người ta sẽ có xu hướng khi giao thông tốt lên, người ta sẽ có xu hướng người ta dần dần ở xa thành phố với cái chi phí thuê nhà thẩm rẻ hơn và người ta đi bằng giao thông công cộng, người ta sẽ chọn cái giải pháp đấy đầu tiên chứ không phải chọn giải pháp đi ở một cái thành phố xa và phụ thuộc vào đường sắt cao tốc. Chắc chắn nếu với tôi sẽ cũng không ở về Nam Định, tôi ở mà lúc bấy giờ nếu như đường sắt đội đô tốt, đường bộ tốt thì tôi sẽ ở xa hơn một tí để đồ mua đất rộng hơn, hoặc người ta sẽ thuê nhà xa hơn nữa. Ví dụ đối với một người công nhân bây giờ, người ta sẽ phải nếu như thuê ở gần này người ta 1 triệu thì người ta có thể thuê xe hơn 20 cây số, người ta chỉ có 500, chứ không ai có người ta để nghĩ hơn đi xa hơn nữa là về Nam Định ở chỉ có 200.000 tiền thuê nhà một tháng, nhưng lại phải đi mất cái tiền vé còn đắt hơn cả tiền ô tô thì người ta không đáp ứng được. Okay. Nên tôi nghĩ là cái viễn cảnh thực tế trong cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đó thì tư vấn cũng vẽ ra cái viễn cảnh các cái thành phố vệ tinh nó mọc xung quanh, nó dọc cái đường sắt cao tốc. Cái điều đó chúng ta phải xem rất kỹ và không nên vẽ vào, nếu chúng ta phân tích không kỹ chúng ta rất dễ ngộ nhận với cái việc đường sắt cao tốc. Nó là một cái ví dụ là đường sắt cao tốc nối Tokyo lên các cái thành phố thì cuối cùng người ta nghiên cứu cái tốc độ phát triển của các cái thành phố dọc đấy nó cũng không tăng lên nhiều. Đấy là những con số qua nghiên cứu thực tế người ta cũng đã nghĩ đến những câu chuyện đó, nên chúng ta cũng phải có nghiên cứu. Tôi đồng ý là chúng ta cần phải nghiên cứu sự lan tỏa và cần phải có một đơn vị tư vấn đánh giá rất là kỹ cái việc đó để chứng minh rằng là cái việc đó nó sẽ tăng lên là như thế nào. À, trên cái cơ sở nền kinh tế của chúng ta, cái thu nhập của chúng ta, cái tốc độ tăng GDP của chúng ta thì những cái thành phố bắt đầu tiên là những thành phố gần là Nam Định, Ninh Bình rồi xa hơn Thanh Hóa, Vinh thì GDP của cái thu nhập của cái thành phố lên là bao nhiêu, cái cơ cấu dân số liệu nó có đáng để chúng ta bỏ tiền ra không? Tức là chúng ta không bỏ qua bài toán đó, nhưng chúng ta cần phải có. Chúng tôi rất đồng ý với anh Duy, với anh Hùng là cần có một cái đội nghiên cứu, thậm chí là ngoài cái đội lập cái dự án đường sắt này và nghiên cứu những cái tác động ảnh hưởng đó và chứng minh được rằng nếu mà chúng ta làm được mà nó thực sự nó thành các thành phố của chúng ta trở nên những thành phố bừng sáng lên nền kinh tế thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng tôi tin cái việc chứng minh đó nó cũng các nước người ta cũng đã đi trước, người ta cũng đã chứng minh rồi, nó cũng không phải là một cái bức tranh quá đẹp cho cái chuyện đó. Thì thực tiễn nó đã khó. Có một cái thì cá nhân tôi cũng muốn đóng góp thêm thì trước đây chúng ta cũng đã có tạo lập ra các cái hệ thống gọi là tài chính, kể cả các ngân hàng chuyên biệt. Ở trong đó hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang có một ngân hàng phát triển Việt Nam để lo những cái vấn đề về những cái dự án như thế này. Giả thiết chúng ta có một cái ngân hàng chuyên biệt về logistics, bởi vì cái này nó gần như là yếu tố thiết yếu, chi phí của nó đang là 21%. Thế nên nếu mà mình trên GDP, nếu mà mình không làm thì mình không thể cạnh tranh được. Cái điều nó là thiết yếu. Một cái hàng hóa của Việt Nam đang chiếm 21% cho logistics, và hiện tại bây giờ thì đường sắt chứ nó là quá là lỗi thời rồi. Thì cái đó là cái chúng ta buộc phải có trong cấu phần của cái logistics của cả nước. Nó bao gồm cả đường sắt phải đồng bộ với lại đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Nó phải đồng bộ cơ. Thì cái đó chúng ta không nên xét riêng cái khía cạnh một cái dự án đường sắt này riêng. Nếu chúng ta đã làm thì chúng ta phải làm đồng bộ. Còn nếu chúng ta lại làm giống như là sân bay Nội Bài, chúng ta lại làm giống như sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh, cứ làm được khoảng 5 năm lại bắt đầu đi full công suất. Cái câu chuyện là chúng ta phải xét trên đồng bộ. Vậy thì cần có một cái ban chuyên biệt, theo quan điểm cá nhân của tôi, chính phủ nên tạm thời hoãn lại cái việc này và lập một cái ban chuyên biệt, trong đó có thể xét lên yếu tố dài hơn như là từ ngân hàng chuyên biệt cho đến gọi là cấu trúc quản trị chuyên biệt bằng cái nền tảng số. Bởi vì khi mà mình chuyên biệt thì toàn bộ quản lý bằng robot, và khi đó chi phí vận hành về sau ấy nó sẽ giảm rất nhiều. Câu chuyện thứ hai là với một cái ngân hàng chuyên biệt thì rất dễ dàng để phát hành các token bằng các cái nó gọi là các cái chứng khoán điện tử, hay chính là cái quyền để mua. Như anh Nam nói, tôi nói ví dụ, nếu như không có cái token số đấy thì anh Nam có phải bỏ ra khoảng 18 triệu đấy để đi từ đây Hà Vinh để thỏa mãn cái việc sáng đi tối về nhà ở với lại vợ
thì ở Vinh. Thế nhưng khi mà mình có một ngân hàng số chuyên biệt thì tổng anh thu nhập ấy mới là cái để nó tính theo tỷ trọng anh đi lại. Đấy, cái này nó khá là đặc biệt và khá chuyên sâu ở cái thời kỳ 4.0. Thế nhưng mà lúc đấy mà tính ra ấy, thì tỷ trọng gọi là, ví dụ như logistics nó đang tính là 21% mà nó đã được giảm xuống. Theo tính toán về, về những con số cơ bản thì nó sẽ giảm xuống được khoảng 10%. Thì lúc đó anh vẫn bỏ tiền ra mua, nhưng anh mua ở thời kỳ này và anh đi cho cả một đời luôn. Mua thời kỳ này và đi cho cả một đời luôn, và tính ra chi phí thì rất rẻ. Anh thích đi lúc nào thì anh đi. Thay vì chúng ta bán một cái vé cho một người lượt đi, và chúng ta sẽ, nó là phát cái vé như vé chọn đời. Nó là cái vé chọn đời cho những người người ta muốn đi lại. Nó không chỉ thuần túy là đường sắt, nó phải giao thông, nó phải đồng bộ. Đấy, ví dụ là vì ông tích hợp được đường sắt và đường bộ trong trường hợp như vậy, hoặc đường sắt và đường không, thì cái này không khó. Thực tế nó là mới nhưng nó không có. Bởi vì tôi xin phép được chia sẻ thêm một cái thông tin gần đây. Cách đây khoảng độ 2 tuần thì ở Mỹ đã làm rất thành công cái phát hành về cái phân đoạn tài sản trên một cái tòa nhà ở New York ở Mỹ trị giá là 25 triệu đô. Trước đây chúng ta định nghĩa là 25 triệu đô là mình đến mình sở hữu một ngôi nhà. Và ở Mỹ bây giờ đã thành công trong việc thay đổi quan niệm tài sản. Đó là có 100 người, 200 người, 300 người cùng sở hữu cái nhà. Bây giờ chỉ cần thay đổi khung pháp lý và tạo ra một ban chuyên biệt là cái công nghệ về Việt Nam được ngay. Nó không phải là không có, nó đã có và nó ở thế giới nó vận hành. Hay Singapore người ta cũng đang chuẩn bị hoàn toàn thanh toán bằng đồng điện tử rồi. Thì chúng ta vẫn cứ cũ dích theo cái phương án gọi là thanh toán bằng tiền, gọi là một vé, rồi tính bằng 50% vé máy bay. Nó không còn khả thi nữa, theo quan điểm của tôi như thế. Và chính vì thế nó làm cho cái tính hấp dẫn của dự án này, và làm chúng ta cứ phải mổ xẻ mãi. Đó cũng là ý kiến đóng góp mới. Thực ra là tôi thấy hai chuyên gia nói rất là hay. Đặc biệt là cái ý kiến phản biện của anh Nam ấy. Cái đấy là cái mà rõ ràng là chúng ta phải gọi là học lại cái kinh nghiệm của những cái hiệp hội hoặc cái những cái nước họ đã có cái đường sắt rồi. Rõ ràng cái vấn đề đấy là cái vấn đề tồn đọng. Thế thì anh Hùng lại đưa ngay ra được cái cách giải quyết. Có nghĩa là bởi vì anh Nam tính thì cái chi phí nó vẫn còn cao, thì anh Hùng có cái giải pháp để giảm thiểu chi phí. Nhưng mà phải nhắc lại ngay cái số đầu tôi tham gia cái này, là tôi nói ngay là cái vấn đề quy hoạch tổng thể nó rất quan trọng. Tổng thể ở đây là tổng thể về logistics, như anh Hùng nói, tổng thể về tất cả các vấn đề. Ví dụ lợi thế của Việt Nam là đường biển, thì chúng ta lại khai thác đường thủy cực kỳ kém. Thế thì cộng với cả lợi thế của chúng ta là dù gì thì chúng ta cũng có cái sự khảo sát của Pháp họ để lại, thì chúng ta lại cũng không phát huy được cái thế mạnh đấy. Trong khi đó đường bộ thì nói thật là chúng ta cũng chưa đạt được cái hiệu quả. Mà rõ ràng đối với một đất nước có cái địa hình và có cái hình dáng nó trải dài, bám cái bờ biển dài như thế như Việt Nam, thì cái hệ thống giao thông nó phức tạp hơn rất nhiều những cái nước nó có cái hình mà nó hình vuông mà nó đan được caro hay các thứ hướng tâm chẳng hạn. Thì giao thông nó là mạch máu tất cả các hệ thống giao thông. Thế còn các giải pháp sau này thì chúng ta mới bàn được. Nhưng mà rõ ràng tôi cũng hoàn toàn đồng tình cái ý kiến của anh Nam. Nhưng chúng ta lại cũng phải nhìn tổng thể hơn nữa. Đấy là nếu như chúng ta, đấy là cái ý kiến phản biện của anh, nhưng chúng ta nếu chúng ta có cái cách để giải quyết được chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta vẫn đạt được cái hiệu quả đầu tư cho cái vấn đề này. Ví dụ như hiện nay tôi làm rất nhiều dự án cho các nhà đầu tư bất động sản. Vì sao họ vẫn làm sân gốp? 100% sân gốp ở Việt Nam là lỗ. Tôi khẳng định luôn, vì tôi quy hoạch rất nhiều. 100% là lỗ. Nhưng họ kéo lại được rất nhiều vấn đề. Có những vấn đề chúng ta không nhìn ra được. Ví dụ như chúng ta chỉ nhìn thấy được là sân gốp để bán bất động sản, biệt thự khi có view sân gốp, giá nó tăng lên rất nhiều lần. Nhưng ngoài ra nó lại là các vấn đề về kỹ thuật số như anh Hùng nói. Đấy là nó làm cho thay đổi cái thị trường chứng khoán. Nó làm cho cái mã số chứng khoán của cái công ty đấy nó khác hẳn. Vân vân. Thì những cái đấy là những cái mà tất nhiên đối với chúng ta chỉ ba người ở đây thì nó, và nó cũng không phải những cái chuyên gia sâu về một số những cái lĩnh vực thiếu ở đây. Thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái ý kiến của anh Hùng là
là chúng ta phải rõ ràng là cái này chính phủ phải vào cuộc và phải có một cái nghiên cứu thực sự nghiêm túc và đưa ra thành một cái dự án trọng điểm cấp quốc gia. Ở đây là nhìn tổng thể chứ không phải là chỉ chăm chăm nhìn vào cái đường sắt. Nó sẽ chẳng khác nào lại là coi như là thầy bói xem voi. Đấy, thì những cái đấy là những cái tôi cũng thấy rất là hay và thú vị. Thực tế ra thì ở Việt Nam mình cái BOT ấy, nó cũng đang vận hành rồi. Nó cũng như thế, lúc đầu nó cũng vận hành theo kiểu mình cũng phải làm thì nó mới ra được vấn đề. Thế thì nó có cái câu chuyện rất là đáng yêu, đó là khi người ta làm một cái BOT đường mới ra bên này thì cái đường cũ, ví dụ đường 5B chẳng hạn, đường 5A chẳng hạn, ví dụ như thế, thì ông phải cho người ta thu thuế ở bên này, mặc dù ông đầu tư bên này, ông phải cho thu thuế bên này. Có nghĩa cái đường 5B vẫn là một chủ đầu tư thu thuế lại cái đường 5 cũ, thu cái vé, đúng không ạ? Thì lúc đấy nó mới gánh được cái mới. Ở đây chả có cái gì cả. Ông cho người ta thu trên cái trục này thì lấy cái gì? Cái đường cũ của ông thì chẳng ai đi. Giá bây giờ nó cao và tốc độ thì đi lên mấy ngày mới được đến nơi. Thì đấy là câu chuyện mình phải xem xét. Thì bây giờ mình tạo ra một cái bên cạnh. Rất là tuyệt vời cái ở quy hoạch. Mình phải quy hoạch tổng thể. Ví dụ như là nếu so sánh đường sắt với đường bộ và đường thủy và đường không, giả dụ đường không đang lãi nhất, dành 30% khoản lãi cho nhà đầu tư này. Đó là chúng ta phải làm như thế thì người ta nó kết hợp lại. Thế đây ông nào mạnh, ông nào ông làm. Câu chuyện cái này, nếu đường thủy lãi thì nhà đầu tư đường sắt sẽ độc quyền khai thác các cái bến cảng thủy ở một những khu vực này. Thì người ta làm ngay. Nó rất đơn giản vậy thôi. Mình nên đồng bộ, chứ mình không nên xé lẻ nó ra để mình bóc. Nếu mà mình đồng bộ vào thì lại rất hiệu quả. Bởi vì lúc đấy tổng cái nghĩa là lúc đó nó phát động được tổng cả cái nền kinh tế nó tham gia vào dự án. Ý của anh Hùng tôi thấy có một cái thứ hai rõ ràng là thế, thì rõ ràng trong cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kia vẫn bị thiếu rất nhiều. Nói đơn giản như là ông đã tính đến cái chuyện là khi mà ông có đường sắt thì ông đỡ được cho ông đường hàng không bao nhiêu phần trăm chứ? Đúng rồi. Đúng ạ. Thế khi mà đỡ thì nó thành đường hàng không nó sẽ phải xe cái đấy. Phải xe cái đấy ra. Cái đấy là cái không, rất là hay. Cái này thì tôi trên góc độ quan điểm về ngành giao thông thì, dạ, thì chúng tôi coi các cái đối tượng của giao thông nó cạnh tranh nhau trong một cái thị trường gọi là thị trường vận tải. Vâng. Ở những thị trường ngắn thì có một số loại hình vận tải thì nó sẽ chiếm ưu thế. Đúng bộ. Ở những loại hình vận tải xa thì loại hình khác chiếm ưu thế. Tức là nó cạnh tranh nhau, và nó cạnh tranh nhau thông qua một cái chi phí vận tải tổng quát như các anh nói. Ví dụ như thông qua cái thứ nhất là cái chi phí trực tiếp. Thứ hai nó thông qua những cái tiết kiệm về thời gian vân vân. Thứ ba thông qua về các cái vấn đề về an toàn, về vấn đề thuận tiện vân vân, và tạo thành một cái chi phí. Và trong cái mô hình những gì chúng tôi nghiên cứu như anh nói là chúng tôi sẽ phải phát triển một các cái mô hình để đánh giá được cái sự cạnh tranh đó. Và khi sự hình thành của đường sắt cao tốc nó sẽ làm cho nó sẽ thu hút các cái thị phần thông qua cái chi phí cạnh tranh đấy, nó sẽ thu hút các cái thị phần của vận tải hành khách, của đường bộ, của đường hàng không. Đấy, tức là nó có sự dịch chuyển nhu cầu chứ hoàn toàn là nó không có động. Và bản thân trong mô hình của tư vấn người ta cũng làm như vậy. Người ta có cả xét đến cái chuyện đó. Đấy, ví dụ chính vì thế người ta mới thay đổi cái kịch bản về giá vé, người ta mới thay đổi cái kịch bản về tốc độ. Và người ta tính xem cái sự dịch chuyển của đường sắt cao tốc như khi hình thành như vậy so sánh thì nó sẽ hút được bao nhiêu lượng khách sang bên đó, và trên cơ sở đó người ta mới xây dựng các cái vấn đề phân tích về kinh tế tài chính của riêng cái ngành đường sắt đó. Ví dụ như là tôi hút thêm của anh đường này gần này với cái lượng khách như vậy thì với chi phí như vậy thì lượng vé phải bằng gần nào thì nó mới có lợi, nó mới có lãi. Trên thực tế thì có không phải là thực tế chúng ta đã nhìn thấy cái cuộc cách mạng về đường gọi là đường hàng không, thì ở góc độ đầu tư tư nhân thì các nhà đầu tư không có lợi thì không ai người ta tiếp tục dồn hàng tỷ đô la để xin cấp phép hàng không. Cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta làm thế nào ở góc nhìn chuẩn tổng thể là chúng ta phải tính toán cái sự cạnh tranh, nhưng với cái vai trò của chính phủ, vai trò của nhà nước, chúng ta phải điều tiết cái sự cạnh tranh nó phù hợp thì mới phát triển được cả cái ngành đường sắt. Giả thiết như là ví dụ như là khi anh đầu tôi chỉ nhắc lại câu chuyện là khi tôi đầu tư đường sắt, ngoài vấn đề tính hiệu quả trên cái phương án đầu tư này, tôi được quyền khai thác thêm cái gì? Bởi vì trên thực tế đất nước chúng ta còn quá nhiều thứ đang bỏ không. Nói chính xác ra là đang bỏ không. Tôi nói giả thiết đây, anh chị cứ đi từ đây ra Hà Nội, cái cảng Phà Đen đấy rất tiềm năng, chẳng có ông nào mà khai thác. Bây giờ thì nó đang giống như một cái củ của chuột. Ngày xưa nó một cái cảng rất nhộn nhịp, chúng ta bỏ không thì nhà đầu tư người ta chỉ cần là
tôi có những cái khu này sẽ được làm những cái này khi ông đầu tư vào. Thì cái này rất hay. Tức là ông Hùng đang nói về cách huy động tư nhân để tham gia vào. Huy động nó không phải là huy động ạ. Nó nghĩa là nó sẽ là tối ưu, nó sẽ là tối ưu cái bài toán ngay từ đầu. À, thì cả cái khu vực mà người ta đầu tư ấy, nó không chỉ là đường sắt đâu, cái khu vực khác người ta đầu tư nó sẽ bùng lên. Câu chuyện thứ nhất, câu chuyện thứ hai, khi mà chính phủ thêm phải sửa đổi cái này nữa, phải định nghĩa là ở thời kỳ 4.0 thì cái định nghĩa này chính phủ phải xem xét và lấy cái các nước xung quanh nó làm để mà làm theo. Họ định nghĩa là cái việc sở hữu tài sản, cái việc sở hữu tài sản của chính phủ cũng phải được định nghĩa một cách rất đơn giản, đó là gì, kể cả tài sản của chính phủ thì cũng có thể mang chào bán cho tất cả sở hữu hết. Ông chỉ thực sự là cái người đứng ra để ông gọi là điều tiết cuộc chơi mà thôi. Thì luật chứng khoán mới đây, tới đây cũng sẽ đưa vào đó một cái gọi là cổ phiếu vàng, chắc chắn là sẽ đưa vào. Cổ phiếu vàng là gì? Giúp cho các doanh nghiệp nhà nước bây giờ chưa cổ phần hóa được sẽ cổ phần hóa được ngay. Lý do, ngày trước ông cổ phần 10% không ai vào, ông cổ phần 20% không ai vào, ông cổ phần 35% trở lên người ta có quyền phủ quyết thì người ta bỏ vào. Vậy từ 35% là con số bắt đầu hấp dẫn, và trên 35% thì chúng ta vẫn nhìn thấy SCIC vừa thoái phát của Vinaconex rất thành công. Như vậy thì cái này là chỉ cần là chính sách thôi, chỉ cần gọi là chúng ta thay đổi được cái khung pháp lý về định giá tài sản và cái sở hữu tài sản, thì cái lúc đó ấy, cái dự án này nó sẽ được tính kiểu khác lắm. Nó cái bài tính cũ đôi khi nó không còn phù hợp nữa. Và câu chuyện của cuối cùng là tôi muốn đưa thêm vào cái nền tảng số. Thực tế ra khi anh tích hợp với đường sắt, anh phải tích hợp với đường bộ, anh phải tích hợp với đường thủy, anh tích hợp với đường hàng không. Và tôi nghĩ rằng là nên dừng lại một thời gian để tổng hòa lại tất cả cái hệ thống về cao tốc, hệ thống về quy hoạch đô thị, về giao thông, vì lúc đấy hãng ra được kết luận. Bên tư vấn vẫn đang chờ lấy ý kiến của mọi người mà. Có lẽ là ông Hùng đã có một ý kiến rất là ngắn gọn và xúc tích rất là mới mẻ, thì hai khách mời còn lại có thể có một ý kiến rất là ngắn gọn trước khi mà chúng tôi kết thúc cái chương trình ngày hôm nay ạ. Thì ông Nam có thể có một ý kiến nhắn nhủ rất là ngắn gọn liên quan đến dự án này với những cái đóng góp của ông ạ. Anh Hùng vừa rồi cũng gợi ý ra một cái nền tảng kỹ thuật số, mà một cái ý tưởng về cái việc phân tích và làm thế nào để có thể tối cái góc nhìn về trong cái phân tích kinh tế tài chính của cái dự án đó, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái gợi ý hay. Và tất nhiên trên cái cơ sở đó thì chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu nếu sâu hơn, thì nhắn nhủ của tôi đây là một cái dự án mà chúng ta hết sức thận trọng, và những cái việc mà sáng tạo trong tìm kiếm các cái nguồn vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cái quyết định cái thành công của cái dự án này. Năm 2004 tôi may mắn được học bà Phan Xoa Xoay, năm nay bà ấy ngoài 90 tuổi, bà ấy chuyên dạy về utopia urban, có nghĩa là đô thị không tưởng. Thế thì cái môn tôi học nó gọi là gezo automatic, có nghĩa là các hệ thống tự động. Thì lúc đấy bà đã đưa ra những cái ví dụ là những cái ô tô ở trong thành phố sẽ được điều khiển bằng cái suy nghĩ của con người. Có nghĩa là khi mà họ cần đi đỗ chẳng hạn, đặt cái ô tô xuống và họ nghĩ đến cái vị trí của cái parking ở đâu đó gần đấy, và cuối cùng là xe nó tự đến đón, và xong thì xe nó tự quay về. Thì lúc đấy tất cả phản đối và bảo bà này có vấn đề, có vấn đề. Thế thì thực ra đến bây giờ là 2018 thì Mỹ đã làm được trước đây khoảng độ 2-3 năm rồi. Đấy, của Tesla đã làm xong rồi, và thậm chí là xe điện. Thế thì rõ ràng nó chỉ mất khoảng 10 năm từ một cái lý thuyết cực kỳ cao siêu. Đúng là lúc đấy tôi học thì cũng chỉ học cho vui thôi, tôi nghĩ cái này chẳng bao giờ nó thành hiện thực, nó quá là ấy. Thế thì những cái ý kiến của anh Hùng đưa ra ấy, thì tôi thấy rất là hay. Và tôi nghĩ là đúng là nó, mặc dù cái dự án này đã hình như là dừng 10 năm đúng không ạ? Vâng. Sau khi mà chính phủ không bấm thông qua để dừng lại, Quốc hội không bấm thông qua để dừng lại 10 năm. Thì có lẽ đúng bây giờ chúng ta cũng lại phải dừng lại một chút, vì bây giờ nó là cái thời kỳ mà bùng nổ cái vấn đề tin học. Và rõ ràng là cái công nghiệp 4.0 là những cái mà chúng ta cũng nhìn nhận lại. Và tôi vẫn cứ giữ cái quan điểm của mình, công nghệ nào thì công nghệ, cái quy hoạch tổng thể rất quan trọng. Nó sẽ, bởi vì sao, quy hoạch ở đây là tôi đang nói kể cả cái quy hoạch định hướng phát triển không gian, phải tính đến cái dân số, phải dự trù được các dân số như chúng ta là đến năm nào thì chúng ta tiệm cận với cả 100 triệu dân. Và cái nhu cầu của các thành phố lớn ra làm sao,
Thì từ cái quy hoạch định hướng phát triển không gian đó thì chúng ta sẽ ra được cái quy hoạch tổng thể về giao thông. Từ cái quy hoạch tổng thể về giao thông thì chúng ta mới ra được là có cần làm cái hệ thống đường sắt hay là tích hợp như thế nào thì nó mới là thực sự. Cảm ơn bác vị khách mời. Thưa các khách mời, quả thực đây là một dự án thu hút được quá nhiều sự quan tâm, không chỉ của các chuyên gia mà còn của người dân, của rất là nhiều các đối tượng tác động, ảnh hưởng khi mà chúng ta có dự án. Thì khi mà chúng tôi mời các khách mời tới trường quay, ba khách mời đã từng tham gia một số, ít nhất là một số đối thoại về chủ đề này, đến hôm nay vẫn rất là hào hứng và chia sẻ thêm những thông tin mới. Thì tôi nghĩ là sắp tới khi mà chính phủ trình được Quốc hội thì sẽ còn có rất nhiều ý kiến phản biện, rất nhiều ý kiến mà chúng ta có thắc mắc. Thì chúng tôi hy vọng mà với những cái đóng góp của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bổ sung thêm cho tư vấn rất là nhiều những cái nội dung, thậm chí là những cách tiếp cận mới để có thể là thuyết phục được Quốc hội và chúng ta nhanh chóng có được một cái dự án như thế này. Rất là nhiều người đã mong mỏi rồi và cái tính cấp thiết của nó, tuy nhiên nó phải thực sự là hiệu quả và nó phải đáp ứng được những gì mà chúng ta mong đợi, đúng không ạ? Thì chúng tôi rất là hiểu những cái tâm tư nguyện vọng đó của tất cả các diễn giả tham gia trong chương trình đối thoại. Thì đây là một số đối thoại tạm kết thúc cái vấn đề tài của chúng tôi, nhưng chúng tôi hy vọng là trong những cái lần tiếp theo khi mà chúng ta tiếp tục bàn về câu chuyện này thì chúng ta sẽ có thêm những điểm mới và chúng ta có thêm những hy vọng mới, những cái điều lạc quan hơn vào cái tính khả thi của dự án. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ạ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.